là nơi phát sinh ra khí thủy xu ế nó không có cái, cái cái tính chất tốt ở đây mà chẳng qua là chúng ta chọn cái vị trí đặt nhà vệ sinh làm sao cho cho nó phù hợp để nó không gây tác hại cho chúng ta thì đấy nó mới là cái cốt lõi cho nên là bởi vì cái cốt lõi đấy nhà vệ sinh sẽ được đặt phù hợp ở trong bốn cái phương vị suy suy ở đây bao gồm là gì là đông nam là đông là tây nam hoặc là bắc các bạn hình dung không thì đến đây thì rất nhiều bạn lại 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 đang hình dung là như vậy thì cái xác định phương vị trong nhà thì như nào nguyên tắc để đặt nhà vệ sinh trong phong thủy ấy, thì rất nhiều người lầm tưởng là cái chuyện đặt nhà vệ sinh là dựa theo tuổi hoặc là từ cái tuổi đấy thì suy ra là cái hướng nhà vệ sinh như nào thì phù hợp thì câu chuyện nó không phải như thế đấy thì Nguyên lý để đặt nhà vệ sinh trong phong thủy là cái yếu tố đầu tiên cái yếu tố đầu tiên cần xét đến là chúng ta cần phải xét đến là yếu tố thời vận. Là chúng ta có tam nguyên cửu vận, mỗi một tiểu vận là 20 năm. Đúng không ạ? Có tam nguyên cửu vận thì trong mỗi một cái vận đấy thì phương vị nào suy, phương vị nào vượng. Phương vị nào suy, phương vị nào vượng thì từ cái vượng suy đấy thì chúng ta mới xác định được cái vị trí đặt nhà vệ sinh như nào cho phù hợp thì cụ thể cụ thể trong tăng nguyên cử vận thì chúng ta đang ở là là vận chín đúng không ạ vận chín thì thuộc hạ nguyên vận chín thì thuộc hạ nguyên thì các bạn cứ hình dung dễ hình dung như này có tám cái phương vị là đông tây nam bắc đông tây nam bắc thì trong cái hạ nguyên này có bốn phương vị vượng là nam là tây bắc là tây và là đông bắc thì bốn phương vị vượng này không được phép đặt nhà vệ sinh các bạn hình dung không mà nhà vệ sinh chỉ được đặt ở những phương vị suy Vì sao? Vì bản chất nhà vệ sinh thì không có nhà vệ sinh nào tốt cả Các bạn phải hình dung như này Không có cái nhà vệ sinh nào tốt cả Là nơi phát sinh ra khí thủy su ế Nó không có cái, cái, cái tính chất tốt ở đây Mà chẳng qua là chúng ta chọn cái vị trí đặt nhà vệ sinh Làm sao cho cho nó phù hợp để nó không gây tác hại cho chúng ta Thì đấy nó mới là cái cốt lõi Cho nên là bởi vì cái cốt lõi đấy Nhà vệ sinh sẽ được đặt phù hợp ở trong bốn cái phương vị suy suy ở đây bao gồm là gì là đông nam là đông là tây nam hoặc là bắc các bạn hình dung không thì đến đây thì rất nhiều bạn lại 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 đang hình dung là như vậy thì cái xác định phương vị trong nhà thì như nào xác định phương vị trong nhà như nào đấy thì chúng tôi ví dụ chúng tôi đưa ra một cái cái ví dụ là một ngôi nhà như này ví dụ đây là ngôi nhà hướng bắc chẳng hạn thì chúng ta xác định cái điểm thái cực là trung tâm của ngôi nhà. Xác định điểm thái điểm thái cực thì cái điểm thái cực này đơn giản nhất trong một cái nhà phố hay là nhà hình chữ nhật thì chúng ta nối hai cái đường chéo với nhau. Thì giao điểm của hai đường chéo chính là điểm thái cực. Thì từ cái điểm thái cực đấy, chúng ta lại đo cái hướng của cái ngôi nhà này hay là đo hướng của cái lô đất này. Ví dụ đây là hướng bắc hướng nhâm chẳng hạn. Hướng nhâm là 350 độ chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thế, hướng nhâm 350 độ thì chúng ta sẽ lập cực là 350 độ theo cái, cái cái chiều dọc của ngôi nhà thì khi đó sẽ phân cung lập cực ra thì đây nó sẽ là hướng bắc này, đây nó sẽ là hướng nam này. Các bạn hình dung không? Đây sẽ là hướng nam này, đây sẽ là đông nam này. Đông nam này. Phải không ạ? Đấy, thì đây sẽ là là tây nam. Đúng không? Đây sẽ là tây. Đây là tây bắc. Đấy. Thì như lý thuyết đây, nhà vệ sinh sẽ được đặt ở những phương vị vượng là bốn à sorry, nhà vệ sinh sẽ đặt ở bốn phương vị suy là bao gồm là đông nam này đông này là bắc này là tây nam này đúng không ạ thì trong cái ngôi nhà này những vị trí nào có thể đặt nhà vệ sinh thì chúng ta phải cần phải xác định thứ nhất đấy là phương vị bắc là có thể đặt được nhà vệ sinh nhưng nhưng sao nhưng nó ở trước, phía trước nhà đúng không nếu đặt nhà vệ sinh dưới trước nhà ấy, đặt nhà vệ sinh dưới trước nhà ấy, thì nó không hợp lý về mặt kiến trúc về mặt mỹ thuật đúng không ạ thì suy ra còn những phương vị sau có thể đặt nhà vệ sinh này đây là đông nam này đây là đông này và đây là tây nam này thì là ba phương vị này chúng ta có thể đặt nhà vệ sinh được đấy là cái xác định xác định cái 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 đại cuộc đầu tiên đã của ngôi nhà là những phương vị này có thể đặt nhà vệ sinh các bạn hình dung không đấy thì sau khi sau khi này sau khi mà biết được những cái phương vị có thể đặt nhà vệ sinh rồi thì cái yếu tố thứ hai chúng ta cần quan tâm ở đây là là gì? Là cái hướng của ngôi nhà này, hướng ngôi nhà này. Đấy, các bạn hình dung không? Ví dụ hướng ngôi nhà này là hướng bắc là nhâm là tí hay là quý hay là hướng tây bắc hay là hướng nam thì từ mỗi cái cái hướng ngôi nhà đấy chúng ta sẽ biết được là cái cách nạp khí vào trong nhà nó ở phương vị nào. Ví dụ cụ thể như ngôi nhà này thì cái cửa này lại đang nằm ở giữa là tây bắc và và bắc. Đúng không ạ? đây là chúng ta để tính âm dương tư phối và một cái rất quan trọng nữa là tính cái điểm tử của ngôi nhà các bạn hình dung không ví dụ trong một cái ngôi nhà hướng bắc hay là hướng tây bắc thì điểm tử ở đâu điểm tử ở đâu thì chúng ta sẽ ưu tiên đặt cái nhà vệ sinh vào cái điểm tử đấy hoặc người ta ưu tiên đặt cái bếp vào cái, cái điểm tử đấy các bạn hình dung không thì sau khi mà chúng ta xác định cái đặt nhà vệ sinh rồi ấy, thì những cái phương vị còn lại là phương vệ suy ý, thì chúng ta sẽ ưu tiên đặt đặt bếp này hay là đặt những hồ cá này đấy thì đấy là cái cách cách phương pháp luận và đến yếu tố thứ ba để căn cứ vào việc là đặt nhà vệ sinh ở đâu thì nó chính là yếu tố tuổi của các thành viên trong gia đình đấy thì ở đây mới xác định ở đây mới cần tính đến yếu tố tuổi của các thành viên trong gia đình các bạn nhé cho nên là rất nhiều bạn lầm nhầm lẫn là là đặt nhà vệ sinh lại dựa theo yếu tố tuổi là cái yếu tố có lõi nhưng mà yếu tố tuổi chỉ là là yếu tố thứ ba thôi yếu tố thứ ba thôi nhé đấy yếu tố thứ ba ở đây là gì là tuổi là những cái bồn cầu ấy là chúng ta né những cái sơn tuổi ra né những sơn tuổi ra đấy chúng ta né những cái sơn tuổi trong gia đình khi mà có bồn cầu đặt vào đó đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là ưu tiên những cái bồn cầu đặt vào thiên can thiên can ở đây là gì ví dụ như là ở tây nam nó có ba sơn là là mùi khôn thân thì thiên can là ở côn khôn, khôn ví dụ chúng ta đặt nhà vệ sinh ở đây thì ưu tiên cái bồn cầu là đặt ở sân khôn các bạn hình dung không thì ưu tiên cái bồn cầu đặt ở sân khôn còn cái việc mà cái lavabo hay là khu vực tắm thì có để nằm ở mùi ở thân thì vẫn có thể chấp nhận được vẫn có thể chấp nhận được còn trong một số những trường hợp ví dụ như nhà phố nhà phố mà hẹp quá không gian nó hẹp diện tích nó hẹp các bạn hình dung không không gian hẹp diện tích hẹp thì chúng ta không thể đặt ưu tiên ở ở thiên can thì chúng ta vẫn có thể đặt ở địa chi và nhiều khi nhiều khi là cái 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 ví, ví, dụ như là vị trí lavabo chẳng hạn lavabo chẳng hạn thì chúng ta vẫn có thể vẫn có thể là là liếm sang một, một, chút những phương vị vượng ví dụ như là phương vị tây hoặc là phương vị nam chẳng hạn thì vẫn có thể chấp nhận được các bạn nhé nhưng mà riêng cái bồn cầu ấy, thì nên đặt ở phương vị suy và né những sơn tuổi ra và tốt nhất là đặt ở những thơ sơn can thì là tuyệt vời nhất còn nếu không được sơn can thì không được thiên can thì chúng ta vẫn có thể đặt ở địa chi nhưng mà đừng dính vào những sơn tuổi các thành viên trong gia đình đấy đấy là cái mà 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 có thể chấp nhận được các bạn nhé đấy cái thứ ba là cái căn cứ vào việc đặt nhà vệ sinh này căn cứ đặt nhà vệ sinh này thì chúng ta còn có thể là tính là là thủy pháp trường sinh ở trong ngôi nhà nữa thủy pháp trường sinh trong ngôi nhà ví dụ như là ví dụ một ngôi nhà này nó thuộc là thủy cuộc hỏa cuộc hay mộc cuộc hay là kim cuộc thì với mỗi cái cuộc ấy thì khởi trường sinh ở đâu đế vượng ở đâu lâm quan ở đâu đấy đấy trường sinh ở đâu lâm quan đế vượng ở đâu thì những cái phương vị quan trọng cũng nên né không nên đặt cái bồn cầu ở đấy 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 thì là những cái mấu chốt của cái việc mà xác định thiết kế cái nhà vệ sinh trong phong thủy các bạn nhé các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh phát triển hơn nhé.